Ok, xin chào tất cả anh chị nhà đầu tư đã đến với video của Hoàng ngày hôm nay, kênh Hoàng Tất Lan Investment. Thì với những ai mà chúng ta xem cái kênh này lần đầu thì chúng ta hãy đăng ký cái kênh và chúng ta mở cái chuông thông báo để có được những video sát nhất của Hoàng về cái thị trường chứng khoán, đặc biệt là chỉ số VN của chúng ta. Thì quay lại câu chuyện ngày hôm nay thì Hoàng sẽ cùng anh chị chúng ta review, chúng ta tổng kết lại một chút về cái thị trường phiên tuần vừa rồi, đúng không ạ? Tuần vừa rồi cũng như là gần nhất là cái phiên cuối tuần vừa rồi, phiên thứ 6, để anh chị có một cái nhìn tổng quan hơn về mặt bằng các cái lớp cổ phiếu nhá. Ok, thì chúng ta sẽ bắt đầu luôn. Thì như chúng ta đã biết là phiên tuần vừa rồi, cuối tuần vừa rồi là thị trường chúng ta là tăng 3 điểm với một cái thanh khoản là phải nói là những cái phiên gần đây, đúng không ạ? Những cái phiên bước qua tháng 7 thì chúng ta để ý là cái thanh khoản nó đã quay trở lại, đúng không ạ? Chúng ta sẽ không còn thấy những cái phiên mà thanh khoản ấy dưới 20.000 tỷ như giai đoạn mở cuối tháng 6, đúng không ạ? Khi mà chúng ta thấy là các cái quỹ họ chốt náp để họ báo cáo ra, đúng không ạ? Thì chúng ta thấy là cái thanh khoản nó sụt giảm rất là nhiều và thị trường chúng ta cũng rung lắc, phải nói là rất là mệt mỏi cho các nhà đầu tư. Thì bây giờ thì chúng ta còn để ý là thanh khoản nó đã quay trở lại, là vì các cái công ty, các cái quỹ họ cũng chốt náp xong rồi, và các công ty thì cũng là gì mà các công ty chứng khoán thì cũng nở lại cái margin nó thoải mái hơn cho anh chị nhà đầu tư của chúng ta, đúng không ạ? Phải nói là thị trường tài chính thì phải nói là luôn là sử dụng margin, đúng không ạ? Không ai mà không sử dụng tiền vay hết, đúng không ạ? Chỉ có ít những nhà đầu tư F0 thì họ ngại sử dụng thôi, thì hầu như là chúng ta đều không ít thì nhiều đều sử dụng margin. Vậy cái margin là cái quan trọng, cũng như là về tài chính tiền tệ thì cái lãi suất, đúng không ạ? Lãi suất là nó rất là quan trọng cho anh chị nhà đầu tư của chúng ta, đúng không ạ? Thì chúng ta biết là phiên cả tuần vừa rồi, nhìn chung cả tuần vừa rồi thì chúng ta vẫn thấy là một cái phiên tăng điểm. Đây anh chị có thể xem trên cái biểu đồ tuần Hoàng bật cho anh chị, đúng không ạ? Chúng ta vẫn thấy là một phiên tăng điểm, đúng không ạ? Về mặt bằng các cái cổ phiếu thì chúng ta để ý là thị trường, cái độ rộng thị trường là tầm 169 mã tăng và 212 mã giảm, đúng không ạ? Và các cái cổ phiếu hút dòng tiền nhiều nhất, như anh chị thấy là có sự tham gia của các cái cổ phiếu về bán lẻ, đúng không ạ? Phiên vừa rồi bán lẻ MWG này, Masan này, đúng không ạ? MWG, Masan này, thì chúng ta thấy là có một cái sự tăng điểm tích cực về cái ngành bán lẻ, những cái cổ phiếu mà họ đánh giá rằng nó cũng là thuộc cổ phiếu chu kỳ, đúng không ạ? Ok, về thì chúng ta để ý là về độ rộng thị trường là như vậy, đúng không ạ? Về cái thanh khoản nó quay trở lại là như vậy, đúng không ạ? Chúng ta sẽ không còn sự mà phải nói là cái thanh khoản nó sụt giảm nữa, đúng không ạ? Chúng ta thấy là thanh khoản là nó đã quay trở lại rồi, đúng không ạ? Và chúng ta để ý là trên thị trường thì hiện tại thì vào ngày hôm qua và ngày hôm nay thì Hoàng có lướt các group, các fan, đúng không ạ? Cũng như rất nhiều anh chị nhà đầu tư inbox hỏi Hoàng là thị trường khi mà thấy là trên các cái nhóm này, thị trường này, các cái báo này họ đăng về những cái tin mà thị trường sụt giảm, đúng không ạ? Thị trường sụt giảm như là Mia Asset này, đúng không ạ? Từ về 1.200 này, những cái phiên sụt giảm thì khiến nhà đầu tư họ rất là lo ngại, đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta thấy là những cái điều mà như vậy thì thường thường thì thị trường nó sẽ không sụp đổ. Bởi vì sao? Bởi vì cái này là về cái tâm lý thôi. Anh chị để ý về lịch sử cũng như vậy, đúng không ạ? Chúng ta thấy là những cái ông nào mà cứ hô hào thị trường sập thì lúc đó thị trường chưa sập, đúng không ạ? Còn những cái ông nào mà hô thị trường là em vào mua đi, đúng không? Em vào mua đi nó rất là tốt, là thị trường tích cực rồi, mang những cái chỉ số như là BE rồi, các cổ phiếu còn định giá thấp hơn các cái nước khác, thì lúc đó thì chúng ta phải nói là thực sự rủi ro. Giống như là các ông này, đúng không ạ? Các ông này đang bơm tài sản, đúng không ạ? Đang bơm tài sản bong bóng, đang bơm bong bóng tài sản này, đúng không ạ? Nhưng mà khi nào mà các ông mà thì anh chị cũng phải bơm theo những người này thôi, là chúng ta cứ đi theo thôi. Còn khi nào mà các ông kêu chị mua vàng, có nghĩa là kêu mày vô mày bơm hộ tao ấy, tao ra ngoài cái, thì lúc đó thì anh chị phải cẩn trọng nhá. Thì giai đoạn này thị trường nó cũng như vậy, chưa chắc những cái thông tin này nó ra như vậy là thị trường sụp, đúng không ạ? Và về tâm lý hành vi là như vậy, chúng ta nhìn vào cái đám đông nó như vậy đang là một cái mớ hoảng loạn và thị trường họ nghĩ rằng thị trường giảm. Nhưng mà phải nói là thị trường giảm thì nó do rất nhiều nguyên nhân. Thứ nhất là sự điều tiết của cái dòng tiền là như thế nào, đúng không ạ? Chúng ta thấy là cái dòng tiền bây giờ là gì, là Hoàng nhận thấy rằng các cái nhà tạo lập thì họ vẫn giữ nguyên, họ vẫn tham gia hàng, nhưng mà phải nói là tạo lập thì họ chỉ giữ khoảng 20% hàng thôi, còn lại là toàn bộ là dòng tiền, là toàn bộ nhà đầu tư cá nhân. Nhưng mà tạo lập hay một cái là nó nắm những cái cổ phiếu mà nó thiết yếu, chìa khóa thị trường, bởi vậy nó có thể điều tiết được cái dòng tiền, đúng không ạ? Thì anh chị lưu ý những cái vấn đề này giúp Hoàng. Và Hoàng nhận thấy là thị trường nó chưa có gì mà nó bước vào những cái vùng
rủi ro khi mà chúng ta thấy là nhà nước của chúng ta tiếp tục bơm tiền, tiếp tục không có lý do gì nhà nước không bơm tiền. Nếu mà nhà nước không bơm tiền thì các nước lân cận họ cũng bơm tiền, đúng không ạ? Vì vậy nó sẽ ảnh hưởng, nếu mà nhà nước không bơm tiền nó sẽ ảnh hưởng đến cái về cái mặt về tiền tệ, về cái mặt tiền vệ tệ, đúng không ạ? Thì như chúng ta biết, đúng không ạ? Về vì vậy thì về cái tỷ giá anh chị nếu mà chúng ta chuyên sâu thì chúng ta hiểu về tỷ giá, đúng không ạ? Vì vậy nhà nước không có lý do gì họ không tiếp tục bơm tiền. Và chúng ta để ý là các cái ngành về thuộc về ngân hàng, về chứng khoán, đúng không ạ? Về xu hướng 2021 này thì họ vẫn đánh giá cao về những cổ phiếu thuộc nhóm ngân hàng, về chứng khoán. Vì nhà nước tiếp tục bơm tiền mà, thì ngân hàng là cái kênh trung gian, đúng không ạ? Và kênh trung gian như vậy thì nó sẽ giúp cho ngân hàng nó kiếm được cái lợi nhuận nhiều hơn, và người ta kỳ vọng vào những cái cổ phiếu ngân hàng nhiều hơn. Dòng chứng khoán thì chúng ta để ý là thanh khoản, bây giờ thị trường chứng khoán của chúng ta cũng đã lớn mạnh, đúng không ạ? Rất nhiều nhà đầu tư, rất nhiều tài khoản mở mới. Vì vậy các công ty chứng khoán thì nó cũng đã hưởng lợi. Bởi vậy cái xu thế đầu tư về chung và dài hạn vẫn là ngành mà Hoàng đánh giá cao, là ngành ngân hàng và chứng khoán sẽ không thể thiếu đối với chỉ số của chúng ta, đối với thị trường chứng khoán của chúng ta luôn. Thì những cái điều này thì chị phải lưu ý cho Hoàng nhá. Thì nhưng mà về ngắn hạn, về thị trường thì nó sẽ cần những cái nhóm dẫn dắt, đúng không ạ? Những nhóm dẫn dắt mà Hoàng nghĩ rằng thị trường bây giờ thì nhóm dẫn dắt thì chúng ta đã biết là nó thể hiện rõ nhất là cái giai đoạn đầu tháng 6, đúng không ạ? Là giai đoạn mà phải nói là các cái cổ phiếu ngân hàng nó đồng loạt điều chỉnh giảm, đúng không ạ? Đồng loạt điều chỉnh giảm như là CTG này, hay là toàn bộ ngân hàng điều giảm, STB này anh chị thấy này, hay là SHB này, đúng không ạ? Hay VBank cũng vậy, đúng không ạ? Đồng loạt giảm, đúng không ạ? Thì chúng ta phải lưu ý những cái điều này giúp Hoàng nhá. Để Hoàng tắt cái thông báo tin nhắn này để tránh làm phiền anh chị nhà đầu tư. Ok, thì chúng ta sẽ tiếp tục. Đó thì dòng ngân hàng chứng khoán thì Hoàng vẫn view rằng như vậy. Còn về ngắn hạn thì chúng ta phải để ý là những cái nhóm dẫn dắt, đặc biệt là đầu tháng 6 nó là thể hiện rõ nhất là dầu khí, đúng không ạ? Dầu khí chúng ta thấy là BVT, BVC, đúng không ạ? Chúng ta thấy hầu như là tăng đến 20-40% rồi. Và Hoàng nghĩ rằng những cái phiên này hoàn toàn điều chỉnh, đúng không ạ? View của Hoàng rằng thị trường tuần sau sẽ cần đầu tháng 7 này nó sẽ cần giai đoạn đầu tháng phải nói là rất quan trọng, nó cần những cái nhóm ngành mà nó dẫn nhất cho thị trường, nó thể hiện sức mạnh. Mà Hoàng view rằng hai cái dòng mà đặc biệt nhất là dòng về bất động sản, khu công nghiệp, thứ hai là về dầu khí, hai dòng này nó phải thể hiện sức mạnh trong giai đoạn đầu tháng 6 này. Nếu mà những cái hai cái nhóm này mà nó không thể hiện thì phải nói là thị trường chúng ta bước vào những cái vùng rủi ro, thì chị nên cẩn trọng hơn. Mặc dù Hoàng biết rằng view của thị trường của Hoàng rất là khác, đúng không ạ? Nhiều anh chị nhà đầu tư bây giờ chúng ta kỳ vọng vào về báo cáo tài chính quý 2, đúng không ạ? Các cái cổ phiếu nhóm ngân hàng và chứng khoán, đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta thấy là rất nhiều nhà đầu tư họ trông chờ vào báo cáo tài chính quý 2 và họ vẫn cho rằng dòng ngân hàng và chứng khoán hoàn diện sóng. Đúng, điều đó là chúng ta kỳ vọng là đúng. Nhưng mà những cái gì mà anh chị phải nói là chúng ta nhìn vào mà chúng ta thấy là tất cả mọi người đều kỳ vọng thì chúng ta lúc đó chúng ta nên cẩn trọng. Và tất cả những gì á mà chúng ta kỳ vọng, phải nói là tin chưa ra, chúng ta báo cáo tài chính chưa ra nhưng mà đã phản ánh vào giá trên biểu đồ hết rồi thì anh chị phải cực kỳ lưu ý cho Hoàng nhá. Nhưng mà như giai đoạn này anh chị thấy là những cái cổ phiếu này nó đã tăng giai đoạn nước rút rồi, đúng không ạ? Nước rút nhá. HCM anh chị thấy những giai đoạn nó phản ánh vào giá hết rồi, đúng không ạ? Những cái cổ phiếu này này, dòng chứng khoán thì hầu như Hoàng thấy rằng đây là những cái cú chạy nước rút, đúng không ạ? Còn nó tăng lên bao nhiêu thì Hoàng không đoán được, Hoàng chỉ rằng biết rằng nó chạy nước rút và gì, và tất cả nó đã phản ánh vào giá hết rồi. Những cái gì anh chị kỳ vọng thì nó đã phản ánh vào giá, Hoàng chắc chắn là 50% là như vậy, đúng không ạ? Thì anh chị phải cực kỳ lưu ý, đúng không ạ? Anh chị có thể view là kỳ vọng là tuần sau nữa, đúng không ạ? Khi mà tiếp tục dòng ngân hàng, dòng chứng khoán nó tăng tiếp, nhưng mà Hoàng sẽ chờ những cái cổ phiếu mà mang tính nhận nhất tháng 6 này, đặc biệt là nó đã mang cái nền tích lũy rất là chặt rồi, như là dầu khí đó, chúng ta xem qua dầu khí này, hầu như những cổ phiếu này là siết chặt cái nền, đúng không ạ? Đặc biệt là BVT, đúng không ạ? Dầu khí này, bất động sản khu công nghiệp thì cũng vậy, như là KBC này, anh chị thấy này, nó sẽ cần những cái nhóm này. Bởi vì thị trường để chúng ta đi lên bền vững thì chúng ta cần cái dòng tiền nó xoay liên tục từ cái nhóm này qua nhóm khác, chứ không thể là một cái nhóm đi lên mãi được, như là nhóm ngân hàng hay là nhóm chứng khoán nó đi lên mãi và những cái nhóm này nó cứ ở dưới đáy, không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Nhớ anh chị lưu ý cho Hoàng, dòng tiền nó phải quay đều thì thị trường lúc đó mới bền vững, không thì rất khả năng là thị trường chúng ta bước vào những cái vùng rủi ro, thì anh chị phải cực kỳ lưu ý cho Hoàng. Còn về mặt chỉ số thì chúng ta quay về mặt chỉ số thì anh chị để ý cái vùng 1440 cộng trừ 5 là cái vùng kháng cự,
tiếp theo của chỉ số VN Index của chúng ta, các bạn vùng 1440 cộng chỉ 5 thì chị lưu ý những cái vùng này là cái vùng kháng cự tiếp theo của chỉ số chúng ta, thì chị phải lưu ý cho Hoàng. Ok, thì đó là những cái nhận định của Hoàng về cái thị trường chung, về cái mặt bằng các cái chỉ số. Thì tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm nhanh qua một các cái lớp cổ phiếu nhé, các cái lớp cổ phiếu. Đầu tiên thì chúng ta sẽ bước sang dòng thép đi, Hòa Phát đúng không ạ? Dòng thép chúng ta thấy là phim vừa rồi các cái cổ phiếu này, nhóm ngành, nhóm thép thép thì nó có sự điều chỉnh nhẹ đúng không ạ? Ok, thì Hòa Phát này, Hòa Phát nhìn chung thì anh chị có thể tham gia những cái vùng này được, nhưng mà chúng ta thấy là cái lượng cung lỏng lẻo thì nó đang siết chặt dần đúng không ạ? Chúng ta thấy là cái khối lượng nó đã giảm dần, lượng cung siết chặt thì anh chị có thể tham gia đối với Hòa Phát này. Thì Hoàng nghĩ rằng Hòa Phát là một, phải nói là cổ phiếu mà chúng ta đã biết là phải nói là nó khó là chết đúng không ạ? Nó khó chết lắm đúng không ạ? Nó chỉ tăng giảm thôi, nó rất là khó đúng không ạ? Thì bây giờ anh chị thấy này, nó quay lại nó test hai đáy này thì rất khả năng thì những cái phiên tiếp theo thì nó sẽ gì, nó sẽ siết chặt nền một tí và nó chạy tiếp. Thì chị lưu ý những cái cổ phiếu sắt thép, Hòa Phát này, Hoa Sen này, Hoa Sen thì thiên về đầu cơ nhiều hơn. Và đây Hoa Sen anh chị để ý này, có cái sự tham gia dòng tiền lớn đúng không ạ? Và cái giai đoạn này hoàn toàn là những giai đoạn rù bỏ nhà đầu tư, thì anh chị cực kỳ lưu ý Hoa Sen. Đây nhìn chung đúng không ạ? Nhìn chung rất nhiều nhà anh chị đầu tư cũng là khiếp khi mà chúng ta thấy đúng không ạ? Chúng ta mua ở đây về là chúng ta thấy là bốn cái cây giảm này thì rất nhiều anh chị nhà đầu tư hoảng sợ, nhưng mà nhìn thần thì những cái cây này hoàn toàn là điều chỉnh bình thường đúng không ạ? Hoa Sen này, Nam Kim này, sắt thép đó, sắt thép thì có thể Nam Kim này, có sự tham gia dòng tiền mạnh nhất này, anh chị lưu ý trong hàng Nam Kim những cái cổ phiếu này. Tuy nhiên nó đã vượt đỉnh rồi thì những cái điểm này nó sẽ không còn điểm mua đẹp cho anh chị nhà đầu tư nữa. Chúng ta nếu chúng ta có hàng thì chúng ta nắm thôi. Nếu mà mua chỉ mở mua, phải nói chúng ta chỉ mở mua Hòa Phát thôi, mà nghĩ Hòa Phát là ok nhất. Dòng ngân hàng Techcombank, Techcombank thì hầu như là anh chị thấy là nó đã tiệm cận cái vùng đỉnh cũ rồi, và Hoàng nghĩ rằng nó loay quay 2-3 phiên nữa thôi thì nó sẽ tăng tiếp. Thì Techcombank thì một cổ phiếu anh chị cũng phải cực kỳ chú ý. Techcombank, STB, STB thì hầu như là tại cái vùng nền này, nếu nó quay về tại cái vùng 30 này, 30-31 này quay đây thì anh chị có thể giải ngân. STB, Liên Việt, Liên Việt phải nói là Hoàng đã nói anh chị rất là nhiều, nó có rất nhiều game, nhưng về mặt kỹ thuật thì phải nói là cái mô hình này nó sẽ không đẹp. Nó rất dễ vào cái mô hình Paramonic, một mô hình kinh điển giảm điểm đúng không ạ? Thế anh chị phải lưu ý cho Hoàng nhá, Liên Việt. Nên chúng ta biết game đồ chúng ta đánh thôi, còn lại thì phải cực kỳ cẩn trọng cho Hoàng. SB, SB thì phải nói là trong tháng 7 này nó rất là nhiều tin, tuy nhiên là nó đã tăng lên cái vùng 29 này thì chúng ta phải cẩn trọng. Phải cẩn trọng là một điều là gì, rất có khả năng cái này là mà Hoàng nói về tâm lý chuẩn bị anh chị thôi. Và anh chị nè, Hoàng view rằng thì cổ phiếu này thì hầu như là tiếp kiểu gì đúng không ạ, dù ngắn hay dài thì nó vẫn là phải lên cái vùng 31 này. Vùng 31 là vùng tiếp theo, có thể là tuần sau nó lên ngay, nhưng mà trước khi lên đó thì chúng ta không thể dự phòng được, chúng ta vẫn phải dự phòng được những cái trường hợp nó quay lại, nó giảm điểm đúng không ạ, để nó rủ bỏ các cái nhà đầu tư thì nó sẽ đi lên. Nhưng mà nhìn về mặt mà chúng ta bỏ qua những cái gì, những cái quá trình đúng không ạ, thì chúng ta hướng tới kết quả thì cái vùng tiếp theo là vùng 31 thì anh chị lưu ý cho Hoàng. SHB tiếp theo là những cái cổ phiếu mà thuộc nhóm ngân hàng nhỏ thì anh chị phải cực kỳ lưu ý, như là BVB. BVB anh chị có thể mở tham gia cái vùng này được, khi mà chúng ta thấy là cái sự siết chặt nền giá đúng không ạ, siết chặt nền giá đúng không ạ, thì anh chị có thể tham gia mua được đối cổ phiếu BVB này. Những cổ phiếu bay nhỏ Hoàng cực kỳ thích BVB, BVB hay NAB này, anh chị cũng có thể là chúng ta suy nghĩ chúng ta tham gia NAB. Đó là những cổ phiếu như ABB cũng được. Thì đây những cổ phiếu mà anh chị phải cực kỳ quan tâm vào cái tuần sau, tuần sau nhá anh Bình. Đó là những cổ phiếu ngân hàng mà anh Hoàng mang ra cho anh chị chúng ta xem xét. Một cổ phiếu nữa mà rất nhiều từ hỏi Hoàng đó, CTG. CTG phải nói là chúng ta thấy là những cái phiên mà nó xấu như thế này với khối lượng lớn như này, nó thuần túy là nó thể hiện một cái sự phân phối hàng, phân phối hàng và nhà đầu tư tay to bán ra. Tuy nhiên chúng ta phải xác định một điều rằng là gì, là nó chưa thủng vùng 52. Cái vùng 52 là cái vùng quan trọng của cổ phiếu CTG này, thì chị phải cực kỳ chú ý trong hàng đúng không ạ? Thì hầu như chúng ta nhìn thuật như thế này là gì, đây là những cái lượng bán ra và nó sẽ cần những cái cung lỏng lẻo ở đây, chắc chắn nó sẽ tạo những phiên lỏng lẻo ở đây, rất khó có thể nó bay lên luôn, nó cần tạo những phiên lỏng lẻo. Mặc dù cổ phiếu này xấu nhưng mà chúng ta đợi đóng phiên, nếu mà đóng phiên dưới 52 thì chị có thể xem xét chúng ta cắt cổ phiếu này, chúng ta hạ tỷ trọng CTG, khá là yếu đúng không, khá là yếu CTG.
để Hoàng xem cổ phiếu nào nữa có thể giúp anh chị nhà đầu tư. Dầu khí, chúng ta đến phần tiếp theo là dầu khí quan trọng đúng không? PVT. PVT thuần túy là anh chị phải nói hiểu là Hoàng nghĩ là thuần túy giai đoạn này. Cái này thuần túy là phải nói là cướp hàng nhà đầu tư. Khi mà chúng ta thấy là nó quét sàn, rất nhiều nhà đầu tư hoảng loạn mà đặt bán MB đúng không? Lệnh MB họ bán ra và khiến nhà đầu tư bị mất hàng. Thì thuần túy là PVT vẫn là giai đoạn tích lũy đi ngang và Hoàng chưa thấy một cái dấu hiệu của sự phân phối. Hoàng vẫn nhận thấy là gì? Tay to vẫn là nằm trong trong những cái cổ phiếu này, đặc biệt là PVT, BSR. BSR là sao? BSR cũng vậy đúng không ạ? Đây những cái phiên. Còn về dầu khí thì chúng ta phải hiểu rằng BVT này, BSR này, BSR này, gas này là những cái cổ phiếu phải nói mạnh nhất nhóm dầu khí đúng không ạ? Thì chỉ phải cực kỳ chúng ta quan tâm ba cái cổ phiếu này. Còn về BVS hay là BVD, BVD là khá yếu rồi thì những cổ phiếu này thuần túy là ăn theo đúng không ạ? BVS phải nói là Hoàng là kêu anh chị là chúng ta là gì? Nó khá là yếu hơn BVT và BSR vì sao này? Những cái phiên này nó đánh sàn đúng không ạ? Đánh sàn phải nói là khá là xấu rồi đúng không ạ? Những cổ phiếu nào mà đánh sàn là khá là xấu. Như BVS chúng ta thấy những có những cái phiên này đánh sàn này, có nghĩa là đội lái họ họ phải nói là họ không không biết đánh á thì nó khá là xấu. Như BVD có những phiên cũng là giảm sàn thì nó khá là xấu và nó khá là yếu đúng không ạ? BVC là sao? BVC thì Hoàng vẫn giữ cổ phiếu này đúng không ạ? Tuy nhiên BVC thì hầu như là Hoàng thấy là cái lượng hàng bán ra thì hầu như là toàn bộ nhà đầu tư cá nhân và nó không có sự phải nói là cái dòng tiền của nhà nhà tay to đội lái thì vẫn nằm trong này đúng không ạ? Những đây là những giai đoạn rù bỏ thôi. Hoàng view rằng thì là như vậy đúng không ạ? Và Hoàng chưa thấy cái dấu hiệu tay to nó ra hàng giai đoạn này thì chị có hàng thì chúng ta vẫn có thể giữ đúng không ạ? Vẫn có thể giữ được đúng không ạ? Đây bất động sản công nghiệp thì chúng ta có Kinh Bắc này, Kinh Bắc nếu mà vượt vùng 42 này sẽ chạy mạnh. IDC này, IDC hầu như là Hoàng nghĩ rằng vùng 36, 35, 36 là vùng đáy rồi. Tuy nhiên để mua để mà hình thành xu hướng trên tăng thì phải vượt cái vùng 41 này nhá. IDC anh chị nhớ chị IDC vùng đáy là vùng 35, 36 anh chị có kỳ lưu ý cho nghe IDC. Ok về mặt bằng các cái cổ phiếu là như vậy đúng không ạ? Các cổ phiếu bất động sản công nghiệp, dầu khí. Hoàng điểm nhanh qua anh chị ngân hàng, điểm nhanh qua anh chị chứng khoán thì hầu như Hoàng thấy là cái sự nó đã phản ánh vào cái giá kỳ vọng, cái kỳ vọng nhà đầu tư vào cái báo cáo tài chính đã phản ánh vào giá và nó đang chạy những giai đoạn nước rút cuối cùng. Về chiều mua thì nó sẽ không còn những điểm mua cho anh chị về cái dòng chứng khoán, còn chiều bán thì anh chị có thể là gì, chúng ta cay những nhịp chạy cuối cùng và anh chị chốt lời hết. Giai đoạn này phải nói là thị trường chúng ta là cực kỳ khó đánh đúng không ạ? Ok, và về mặt chỉ số thì Hoàng tóm tắt là gì? Vùng 1440 là vùng hỗ trợ, vùng kháng cự tiếp theo của cổ phiếu thì anh chị chú ý vùng này. Về đầu tháng 7 thì chúng ta phải kể kỳ vọng, quan điểm cá nhân là kỳ vọng hai cái dòng dầu khí và bất động sản công nghiệp và nó phải đi lên để nó tiếp tục cho cái đà thị trường này. Đúng không? Chúng ta không thể là chúng ta kỳ vọng một cái dòng nó đi lên mãi được. Lúc đấy thì thị trường chúng ta sẽ tạo ra bong bóng nó khá là lớn cho anh chị nhá. Ok, video của Hoàng ngày tới đây là kết thúc. Thì anh chị nào chúng ta có nhu cầu vào những cái room tư vấn miễn phí Hòn Tuyết Lan này thì anh chị có thể là chúng ta nhấp vào video bất kỳ anh chị kéo lên, Hoàng để cái đường link phía dưới thì anh chị có thể tham gia những cái room này. Và anh chị nào có nhu cầu vào cái room VIP Luxury mùa hè thì được phím 2 danh mục hỗ trợ 1-1 thì anh chị có thể mở tài khoản đính kèm trên cái video này và chúng ta chỉ cần mở 5 phút là xong và yêu cầu vốn tối thiểu là chỉ là 50 triệu thì anh chị có thể tham gia những cái room khách hàng của Hoàng. Thì chúc anh chị có một buổi tối thật vui vẻ. Video của Hoàng đến đây là kết thúc, cũng như là mang một cái góc nhìn cá nhân của Hoàng về thị trường cho anh chị nhà đầu tư chúng ta. Nếu chị thấy hay thì có thể là comment xuống video này hoặc chia sẻ video này, like video này giúp Hoàng. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Chúc anh chị có một buổi tối vui vẻ.